À, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với cửa hàng nông nguy cơ Nguyễn Châu, địa chỉ 277 Hùng Vương, thị trấn Ây Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha mấy anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy Kubota ba máy D1105D đời mới lắp 6 nha mấy anh em. Rồi để em sẽ quay từng chi tiết cho mấy anh em xem. Đây, con này đời 1105 lớp xám này mới nha, 1105D á, cái dòng D, cái dòng mà không có D là lốc xanh, anh em phân biệt kỹ giúp em ha. Cái con này thì mới về ngày hôm qua, mà có nhiều anh em kêu em làm cái clip này mà em không có thời gian quay chi tiết cho anh em xem. Rồi, sẵn tiện hôm nay em sẽ quay sơ cho anh em xem ha. Chân cẳng đồ còn đầy đủ hết ha. Đây, ốc đầu đồ nó còn trắng luôn nè, nước sơn nè ha mấy anh em, chưa thấy buông một con ốc nữa ha. Đây, ốc bảy màu, cái bô về nó hơi bị xước mớp rồi nha mấy anh em, bô đây thì không quan trọng nha. Nó xài tắt điện được mà tắt cơ cũng được nha. Đó, quay cận cảnh cho mấy anh em luôn cái bánh chớn nè, cái bánh chớn nước sơn mà nó còn còn nguyên nước sơn luôn nè. Cái này cái tem của nó còn luôn nè. Máy này rất là ít chạy nha mấy anh em. Cái cũ còn bảy màu luôn. Đây, ốc. Ốc ác chưa buông một con ốc nào luôn. Đó, quay cận cảnh cho mấy anh em xem coi luôn. Đây 1105D. Đây, ốc rồi mấy anh em thấy còn bảy màu hết à. Con này con này nó nặng khoảng 93 kg mấy anh em. 93 kg. Bê tông đó là 78. 78 ly. Tua của nó là từ 3.000 tới 3.200 nha. Rồi để em nhờ anh thợ test máy cho nổ cho mấy anh em xem luôn, để khỏi mất công mất thời gian của mấy anh em luôn. Rồi để nổ anh thợ. Gắm vô đè vô là nổ rồi. Máy này rất là nhạy nổ nha mấy anh em, biết chung nè. Dòng này dòng đề mới rồi. Đó, rất là nhẹ nổ nha mấy anh em. Giang ti đó nè. Không, giang ti rất êm luôn mấy anh em. Để em đi xa cỡ hai bước chân rồi cho anh em nghe tiếng máy. Máy này nói chung là đẹp len keng rồi mấy anh em, khỏi chơi vào đâu được. Em nãy ga lên chút nha. Máy này là bao hơi luôn. Con này mấy anh em mà về chạy vô lãi rồi là hoặc chạy ghe chạy xuồng gì đó, con này là chạy cũng khá là ngon á. Rồi đem tắt đi máy luôn. Con này mã ngựa của nó là 23 ngựa nha anh em, chứ không phải là 205 ngựa đâu. Con 205 ngựa là con đầu lốc xanh. Con này 23 ngựa, cái đầu lốc xám này cái bánh chớn nó to hơn nha, mấy anh em để ý nha. Anh
Anh em nào mua thì đến trực tiếp cửa hàng Nam Cơ Nguyễn Châu, địa chỉ 237 Hồng Dương, thị trấn Gia huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, hoặc liên hệ số điện thoại 0913948706 nha. Và anh em nào thắc mắc hay gì đó muốn bình luận gì đó thì cứ kết bạn Zalo với em luôn ha, để em tư vấn luôn. Còn giá cả thì em có để phần mô tả nha. Em xin chào tạm biệt mấy anh em luôn.